chị gửi lời cảm ơn đến nhà diễn viên của chị. Bởi vì thực ra là chị khi đứng trong vai trò đạo diễn thì chị rất là tập trung để hoàn thành những cái cảnh quay, những cái shot quay, và không mãi mai gì đến bất cứ điều gì hết. Tại vì cái đầu của chị nó phải nghĩ cho một cái bức hình tổng thể. Nhưng mà khi mà chị đi vào phòng tối rồi, chị cắt những cái thước phim rồi, và chị xem lại những cái cảnh behind the scene, và chị phải dựng lại hết rồi, thì chị mới thấy là dàn diễn viên chị nó quá cực. Mà lúc đó chị không có biết. Cho nên sẵn đây thì cũng cho chị gửi lời cảm ơn các bạn và cái sự hy sinh của các bạn. Mà chị sẽ cảm ơn từng người. Trước tiên thì chị muốn cảm ơn Tóc Tiên. Chị biết là cái sự hy sinh của em cho cái bộ phim này là rất là lớn. Có thể là mọi người sẽ không hiểu được cái sự hy sinh của Tiên đến giường nào đâu. Tiên là mình phải thuyết phục Tiên dữ lắm để đi vào cái vai diễn này. Và ngoài những cái việc thuyết phục mà còn phải hứa hẹn dữ lắm là nó sẽ không có mất đi cái sự đầu tư của Tiên vào cái dự án. Bởi vì Tiên thì rất là nghi ngờ ở cái lĩnh vực điện ảnh và rất là sợ cái sự cống hiến của mình cho một dự án nào đó sai nữa. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay khi mà nhìn lại và chia sẻ và những cái thước phim mà chị đã đi qua và đã làm, thì cái công sức của Tóc Tiên quả là quá lớn. Bởi vì Tiên hoặc Quỳnh thì Vân có thể nói ngay là cả hai bạn này đều không có dùng cascader và thực hiện hết tất cả các cảnh đánh đấm ở trong đó bằng chính thực lực của các bạn. Mà đó là một cái điều mà Vân cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì trước đây khi mà đến với bộ phim thì Vân cũng nghi ngờ Tiên lắm. Tại vì ca sĩ chỉ có nhảy thôi mà bao giờ đánh, đúng không? Mình nghĩ là Tiên chắc không làm được. Nhưng mà Tiên đã làm cho mình quá bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mình biết là Tiên đại diện cho một cái thế hệ phụ nữ mạnh mẽ, văn minh, một cái thế hệ mới. Nhưng mà cái cách làm việc chuyên nghiệp, cái sự xả thân và cái sự tập trung cho một dự án mà Tiên bỏ vào cho cái dự án Thanh Sói thì nó xa hơn cái mong chờ của mình. Và rõ ràng trong cái lúc mà phải hy sinh nhiều nhất thì mình thấy là Tiên đã đốt hết bản thân mình, đốt hết cái niềm năng lượng cho cái vai diễn và không màng tới cái sự hy sinh đó. Và Vân thấy là cái niềm đam mê này nó còn cháy bỏng và cháy rừng rực nữa. Cho nên Vân biết, mà bây giờ thì Vân không muốn nói quá sớm, nhưng mà chắc chắn khán giả sẽ không có thất vọng với vai diễn của Tiên trong lần này đâu. Cảm ơn Tiên. Em cảm ơn chị. Đối với lại Quỳnh thì mọi người thấy Quỳnh đến với dự án là bị Vân hành nhiều nhất. Bởi vì cái sự mong chờ cho một đại nữ tiếp theo nó quá lớn. Thì từ cái lúc mà được chọn là Quỳnh đã bị mang cái mác là phải là một cái người học trò, một cái người nối bước tiếp theo rồi. Và cái áp lực đó nó phủ lên đầu của Quỳnh rất là mạnh. Thì cô gái này phải đi vào tập là hơn một năm trời nha, chứ không phải là 3 tháng hay là cũng không phải 6 tháng, là phải tập võ liên tục. Một ngày, một tuần là gần như 6 buổi ha, 6-7 buổi đúng không? Mà trong một năm trời nha. Thì bởi vì đã từng làm đã nữ cho nên Vân biết nó đau khủng khiếp lắm mọi người ơi. Thứ nhất, cái tinh thần nó phải thép, thì chắc cũng phải tomboy dữ lắm mới thích đánh đấm nhiều như vậy. Thứ nhất. Thứ hai là phải, Vân bắt là phải học nói tiếng Việt, tiếng Nam á, nói tiếng Nam á. Tại vì gốc của Quỳnh là nói giọng Bắc. Nhưng mà bởi vì muốn cái làm tròn cái vai diễn này và để không mọi người không thất vọng với cái vai trò là đã nữ tiếp theo của màn ảnh Việt, thì Quỳnh đã gánh hết cái áp lực đó lên trên người. Có nghĩa là có đau đớn cỡ nào, có cảm thấy trùng bước cỡ nào thì vẫn nuốt hết vào. Có những cái cơn đau nó không chịu đựng được nữa, nhưng mà Quỳnh vẫn nuốt hết vào trong và đi bước tiếp để không làm thất vọng tất cả những anh em trên trường quay. Và không muốn làm thất vọng bất kỳ ai hết. Cho nên tất cả mọi thứ đều giữ vào trong và cố gắng để hoàn tất tốt nhất cho cái vai diễn mà thôi. Đừng khóc. Tôi đã cố nén nãy giờ rồi chị. Thì chị nói là đừng khóc. Cho nên cảm ơn em, cảm ơn sự hy sinh của em. Chị mong rằng là sau khi bộ phim Thanh Sói này ra, mọi người sẽ công nhận. Bởi vì chị nghĩ mọi người có công nhận hay không thì chị không biết.
Nhưng mà đối với bản thân chị cảm thấy rất là tự hào về em. Rồi, kế bên là cô gái này thấy như vậy thôi, nhưng mà rất là mong manh, vệ dễ vỡ. Thì ra là đối với Vi thì Vi cũng phải trải qua rất là nhiều cái cuộc tuyển chọn chứ để được cái vai diễn, chứ không phải là được đặt để ngay đâu. Thì trong cái hành trình đó thì phải thuyết phục đạo diễn, sản xuất, thuyết phục liên tục và phải đi tới đi lui casting rất là nhiều lần. Nhưng mà chị còn nhớ là trong quá trình quay là còn sức khỏe không có đảm bảo cho những cái cảnh quay, rồi tụt máu và tụt canxi, rồi len lén đi về nhà vô nước biển, rồi ngày hôm sau xuất hiện rằng rời để quay tiếp. Chị biết hết. Nhưng mà tất cả những cái, bởi vì cái mong muốn, cái niềm đam mê nó quá lớn, nhưng mà sức khỏe thì không cho phép. Nhưng mà nuốt hết, len lén hết, đi bơm sức, bơm gì vô để cho mạnh mẽ lên, để quay trở lại trường quay. Và khi quay trở lại trường quay thì cũng lo, mình rất là lo là không biết cô bé này có đủ cái khả năng để có thể đi tiếp không, bởi vì sức khỏe không cho phép. Nhưng mà vẫn cố gắng, không sao, em không sao chị ơi. Cho nên chị cảm thấy rất là tự hào về cái việc rằng là mặc dù em rất là nhỏ bé, nhưng mà tinh thần em cũng ngang ngửa với chị, là cũng là một người phụ nữ tinh thần thép. Chị mong sao là sau cái bộ phim này ra, mọi người công nhận và nó sẽ là một cái bàn đạp để cho em có thể tiến xa hơn với cái đam mê của mình. Bởi vì đối với chị, em xứng đáng với điều đó. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì thật ra chị có nhớ có một hôm mình quay ở xưởng nước đá, em ngồi không vững, muốn xỉu luôn. Xong rồi Quỳnh phải đi vào cho em nước uống của Quỳnh. Yến à, không nhớ không đó, Quỳnh uống cái gì bổ lắm. Xong mình nó kêu thôi mày về uống miếng đi, mày quay cái cảnh này chút xíu là xong rồi, mày uống miếng đi. Mà em thì kiểu em đang ngồi em lật ngược ra sau luôn, cái này em không tỉnh táo chút nào hết. Mặc dù lúc đó là cảnh đánh lộn rất là khó, em cũng uống miếng nước của nó. Xong em suy nghĩ là không được, giờ thấy mọi người cố gắng gì chẳng lẽ mình không làm được. Mà lúc đó thì em cũng không dám nói với chị Vân hết, tại vì em sợ chết rồi, khó lắm chị Vân mới đưa cái vai này cho mình. Mà mình như vậy là mình tiêu luôn. Thế là em đã kiểu cũng cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì khi mà em hôm nay em nghe chị chia sẻ thì em cảm thấy rất là sướng, rất là xúc động. Nên là em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành nhiều tình cảm và hy vọng cho em. Và em cũng mong là sau bộ phim này em cũng sẽ tiếp tục được làm nghề như mà chị như là chị nói. Ok. Chỉ còn hai người thôi, mọi người ráng nghe Vân nói hết. Tại vì lâu lắm rồi mới gặp lại nhóm diễn viên và mong muốn chia sẻ và gửi đến những lời cảm ơn thật chân thành từ chị Ba. Bởi vì chị đầy các em hơi nhiều. Bữa nay lấy lỗi lại hết. Đối với Thuận Nguyễn thì mọi người ơi, giống như Thuận chia sẻ hồi nãy là cái vai diễn này đến với Thuận cũng không có dễ dàng tí xíu nào hết á. Hình như là em phải bị gọi vô đến casting tới 4 lần lận, đúng không? Và cũng nghi ngờ nhiều lắm. Nhưng mà Thuận là một diễn viên có thực lực đối với Vân. Thật sự là có thực lực. Thuận chỉ cần đúng vai thôi. Nhưng mà cơ hội chưa đến. Rõ ràng mình thấy cậu diễn viên này có một niềm đam mê rất lớn với lại điện ảnh. Nhưng mà điện ảnh ở Việt Nam thì nó không có nhiều vai diễn và không có nhiều đất diễn. Cũng không có được những cái sự thử thách để đẩy một người diễn viên đi xa hơn. Thì đến với cái vai diễn này thì bản thân mình là một người diễn viên, mình hiểu được cái cảm xúc của người diễn viên nhất. Cho nên mình đã đẩy Thuận đi rất xa trong cái dự án này, trong cái bộ phim này. Và mình đẩy Thuận đi còn xa hơn chính bản thân Thuận có thể nghĩ được là Thuận có thể làm được. Thì mình có thể đưa ra một cái sự so sánh nôm na để mọi người dễ hiểu thôi. Đó là đối với cái bộ phim Thanh Sói này thì mình ví Thuận như là một Joker Việt Nam vậy. Tại vì mỗi lần mà trên trường quay á, Thuận nhập vai á, là tất cả phim trường đều im lặng hết. Rõ ràng. Tại vì Thuận hóa thân vào cái nhân vật mà quên hết tất cả mọi người. Ở nhà thì đóng cửa chuẩn bị dữ lắm, có nghe nói. Nhưng mà cái sự hy sinh và cái sự nhập vai và bỏ hết tất cả và đẩy chính bản thân mình đi xa đến như vậy thì chỉ có đến với dự án Thanh Sói thôi. Và chị đang rất là háo hức để cho mọi người thấy một Joker Việt Nam, thấy Hải ở trong phim như thế nào. Tất cả những cung bậc cảm xúc mà em đã đẩy đến với cái nhân vật đối với chị nó đều rất là trọn vẹn. Và chị thực sự rất là mong chờ
cái sự xuất hiện của em trên màn ảnh lớn, và mong chờ rằng là qua những cái dự án mà em đã làm cho những bộ phim trước đây, thì chị mong là đây là bộ phim để có thể mọi người thấy một Thuận Nguyễn thực sự thực thụ trong diễn xuất và công nhận em trong cái nghề này. Cảm ơn chị. Còn đối với cậu học trò chơi game kia, lần đầu tiên đến với phim điện ảnh, hồi lúc mà lần đi vô casting á, thì cậu ấy không biết gì về phim hết á. Chỉ có ngoại hình rất là giống với lại tạo hình trong cái bộ phim. Bởi vì thế em mới được chọn đó Hiền. Hiểu không? Chứ không phải là tại vì em có khả năng gì diễn xuất đâu. Bởi vì em có một cái ngoại hình nó rất là tương đồng với lại cái vai diễn mà chị đã vẽ trong cái cuốn kịch bản. Cho nên chị thấy ô cái cậu này có ngoại hình tốt nè. Mặc dù bạn ấy team sản xuất nói là em không phải là diễn viên. Cho nên chị cứ kêu là ok em vô thử đi. Nhưng mà thật ra là em ra cái vai giang hồ đó thiệt. Có nghĩa là em mặc đồ vô là em giống rồi. Cho nên chị nghĩ trong đầu thôi đừng kêu nó diễn gì hết, kêu nó mặc đồ đi cũng được nữa, hiểu không? Tại vì chị cần một cái vai diễn với cái diện mạo như vậy. Nhưng mà em làm chị rất là bất ngờ. Bởi vì em rất là thật, em sống và em làm việc bằng con tim của em á. Cái đó nó khó lắm, đối với cái thế hệ trẻ bây giờ nó ít lắm. Nó ít lắm. Và em chinh phục chị bằng chính cái con tim của em, với cái niềm đam mê khao khát của em đối với điện ảnh. Và nó chinh phục chị. Thực sự chị rất thích những đứa diễn viên như vậy. Bởi vì kêu cái gì cũng làm hết quý vị. Kêu cái gì cũng làm hết. Chết ở đâu cái gì bắt nằm bò xình lết, cái gì cũng làm hết. Không có cái gì từ chối hết. Mà làm rất đã, làm rất thích luôn. Mà nó cảm thấy hả hê lắm kìa. Cho nên mình đó là mang tiếng là luôn luôn đài diễn viên rồi. Mà đối với cậu này đài gấp 10 lần cũng khoái nữa. Mình đài mình thấy khủng khiếp lắm. Nhưng mà vẫn thích, thích vô cùng luôn. Kêu chị ba cho em nữa đi, nữa đi, cỡ nào em cũng chơi hết á. Giống như là kêu nhảy xuống sông hay là đập đầu vô trong tường là cũng đập luôn á. Kiểu đến như vậy á. Nhưng mà thật sự đến cho cùng thì chị mong là đây là cái cơ hội để cho em bắt đầu mở ra cánh cửa của điện ảnh thứ bảy, và mọi người sẽ cảm thấy là em có cái khả năng diễn xuất. Và chị cũng mong rằng là cái cánh cửa thứ bảy này nó sẽ đưa đến cho em thêm nhiều cơ hội nữa để em có thể thỏa sức đam mê với cái niềm đam mê điện ảnh của mình nha. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị ạ. Em xin chia sẻ thêm là thì em cũng xem điện ảnh giống như là chơi game. Thì nếu mà không được chơi game thì cũng khó chịu, nhưng mà không sao, em vẫn sống được. Nhưng mà cuộc sống mà mình phải chơi game chứ, đúng không mọi người? Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ chị Ngô Thanh Vân.